nhôm ba nhôm bay vậy bây giờ là bia cô một khăn một hai côn nhé không sợ giờ sao một hai tên lên mua côn đi từ lâu côn như tạo mình mua việc 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 côn ngoài đào mà nhưng họ tham cực rồi côn mà biết đâu là nhóm côn gì đấy hai cái này thôi đến tiền tham côn nữa mà không bay rồi nhưng tiếc này phải ao bia bán trên
Ha ha ha.